chào các bạn, hôm nay thì chúng ta hãy cùng mình trải nghiệm cái tựa game kéo vào sông cậu tích nổi loạn của nhà My footsteps will only walk in the direction of glory. Game nhập qua những bộ hàng 3D thì khi đầu game các bạn sẽ được lựa chọn một trong năm lá, lá thứ nhất là lá kỵ sĩ. Thì đây là dũng sĩ đến từ đoàn kỵ sĩ của đoàn bảo vệ công lý và chính nghĩa với trường hương và thiên thần. Họ cũng là dũng sĩ đội có tấn công và phòng thủ bất khả chiến bại. Thì đối với dũng sĩ này các bạn I feel like I can hear the horns of victory blow. Only by following the wind can we shoot arrows further away. Thì đây là một nhóm tinh linh đến từ rừng già, sùng bái thiên nhiên và dấu ấn cuối cùng. Thì với dũng chán vô cùng linh hoạt có thể tấn công được xa, tiêu diệt địch, họ là cốt lõi sức hương của đồng đội. Thì cái lá này vẫn sẽ chọn nhân vật nam và nữ được nha các bạn. The arrow passes without a trace, and the leaf falls without a sound. The moment you can harness the power of nature is when you have grasped the world of magic. Thì đây là trời sinh có năng khiếu về nguyên tố, họ đã vận dụng nguyên tố đạt đến cảnh giới hỗn nguyên với khả năng gây sức phương khác và câm lặng để là khống chế chủ lực trong đời hình. Thì giống như những cái lát kia, thì lát này magic is the magician's romance. Lát kế tiếp là lá I am the hidden darkness that disrupts the serenity of the moon. Trong bức đèn vào tối, cây sức hương chấp nhóm là một phần của đặc chính là đặc trưng của họ. Nếu bạn có khỏi sát thủ, thì có lẽ đó là sự sót hương sót cuối cùng họ dành cho bạn. Thì giống như lát kia, lát này cũng lựa chọn được nhân vật nam và follow the wind into the night and wait for opportunity. Hold on, why is there no entrance music? Dun 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 dun. I think I've heard some little musical notes calling to me. It is you that wants to play with me, right? Thì lát này giống như mấy kia với bạn có thể chọn em hoặc nữ như vậy. Sau đó thì bạn sẽ được còn em và bạn có thể chọn kiểu của mình các bạn. Kiểu tóc, phụ kiện đầu, trọng tử, tức là nuôi với bạn, mắt hay là avatar. Đó thì bạn bây giờ mình sẽ nhấn bắt đầu, đặt tên và nhấn bắt đầu thôi nha bạn. Thì đây là một Master, Master, wake up. Đội ngũ nhân viên của Nitty. I've been waiting for you to return since your lớn, game lớn. Dự án bơm tấn trên nhiều nền tảng từ mobile cho đến PC như là âm dương sư nè các bạn. Hay là nhất mộng giang hồ, nghịch ý hàng, hay là Nagaka, thiên nữ u hồ yên dâm. Thì vì thế mà kéo vô sông Master cũng được đầu tư khá là mạnh tay. Are you alright, Master? Lẫn nội dung cốt truyện. Yes, that's it. Please calm. You must be at a loss right now. Don't worry. Out go the castle is in ruin, Master. Let's build a castle. Và vô cùng đáng yêu và mang phong cách cho mình là nói với Disney cực kỳ thương nha bạn. Nhân vật và các cảnh vật trong game được thiết kế với màu sắc tươi sáng. This is và chi tiết tạo ra một thế giới giả tưởng. This is as far as we can go in the construction with the crystals on hand. Master, over here. Quen thuộc nha bạn. Như là Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn, Cô Bé Băng Diêm, Lọ Lem, Nhân Dân. Thì tất cả các nhân vật đó đều được phát hiện gần như nguyên bản. Wow, the threat must have tricked Fat. Cộng đồng nhìn thấy hay là xem được trên các bộ truyện tranh hay là phim hoạt hình về cổ tích của hãng Disney. Thì trong đó thì mỗi nhân vật đều được thiết kế với bộ trang phục và trang bị riêng biệt, đem lại cho bạn em của một cảm giác mới lạ và thú vị. Quả thật không ngon khi nói ở sau. I didn't realize it. Don't worry, well. Có việc tái hiện lại những cái ký ức tuổi thơ của các bạn. Thì gần như the monsters are growing in numbers. Những cái nhân vật trong bộ cổ tích Disney đã gắn liền với tuổi thơ có nhiều người rất gọn trong từng phân cảnh cũng như là từng cái nhiệm vụ ở trong cái trò game này. Thậm chí thì nội dung cốt truyện ở trong cổ tích cũng thay đổi theo các hiện tại để cho tất cả
The monsters ahead look even scarier. Có thể trải nghiệm được một cái cảm giác thú vị qua đồng loạt hạt nhé bạn. Điều mà không có quá nhiều sân chơi nhập vai với chủ đề cổ tích có một chân trời ngay làm tốt như em vừa xong cậu tích nổi lộn. Sau đó thì tất cả các nhân vật, khung cảnh hay là lâu đài, nhà cổ trong em vừa xong cậu tích nổi lộn đều được thiết kế với rất là nhiều những cái chi tiết. Cũng như là tạo nên một thế giới đầy màu sắc và vô cùng phong phú. Các bạn tương thủ có thể tham gia vào những lưu lưu vô cùng thú vị và khám phá cho mình cái vùng đất mới mẻ. God, you're here, Master. Speaking of which, how do I go about restoring the castle? Sự xuất hiện của các nhân vật này sẽ là một cái điểm nhấn cho tất cả các bạn được kéo vào trong đó. Have a safe trip, Master. Chưa hết, thì open the eyes, but remain stuck in the dream world. It takes courage and the light in your memory to find yourself. Nhạc kim của tổ chim này cũng được chú trọng và đầu tư vô cùng kỹ lưỡng. Nhưng mà giai điệu vui tươi, nhẹ nhàng và lãng mạn. Let's see. Đã tạo nên một cái không gian âm nhạc độc đáo và vô cùng thú vị. Tất cả các tố từ đồ họa, âm thanh cho tới nội dung đều được kết hợp hài hòa để tạo nên một cái trò chơi đầy sức hút và cuốn hút bạn người chơi. Không chỉ có đồ họa đẹp mắt, thì nếu xong cậu tích nổi loạn còn sở hữu một cái. Hello, Miss Hunter George Fell and the Pet the Hound Bark ladies. Could you tell Hunter George Fell the Hound Bark? These girls are weird. Get it? Thì mỗi nhân vật đều có cho mình những cái bộ kỹ năng và nhiệm vụ đặc biệt của riêng mình. Hey, over here. Come over for a moment. Phong phú. Thì tất cả bạn người chơi. Listen to me carefully. The folks are another weirdo. I better go. Hey, listen. Cùng với đó, thì những cái trò chơi này còn có các hoạt động như là đấu trường nè các bạn, hay là săn quái, chiến bốt, nhân dân để giúp các bạn người chơi thăng tiến và cải thiện trang bị của riêng mình. I swear by my knight's honor that I will protect you. Humility. Honest. I shall do my utmost to fight against Hog. Với đồ họa 3D đẹp mắt, vô cùng đáng để cho tất cả các bạn trải nghiệm. Với đồ họa tuyệt đẹp, cùng với đó là tính năng đa dạng. Kèm theo đó là cái hướng xây dựng cộng đồng chất lượng đây chắc chắn sẽ là một cái trong những trò game được yêu thích nhất và được nhất nhiều nhất trong năm 2023 này khi trò game vừa cho ra mắt. Hiện tại thì các bạn có thể tải cái trò game này về để tự mình khám phá nha các bạn. Bên trên là mình review sơ lược một chút xíu về trò game này thôi. Thì khi các bạn lên chơi càng lên cấp càng nhiều thì những cái tính năng mới sẽ được mở càng nhiều nha bạn. Okay, thank you. A prince of Oz. We need to find a what we ever saw. Khi bạn lên cấp cao hơn nó sẽ có âm tu. Và trong những cái video trước thì mình có hướng dẫn cho bạn và chia sẻ cho bạn cái gì đó. An owl. Fine bark. Now it is over. The nightmares are dark. Dark mate, if you can help. Snow what? South. An owl. I'm Barbara, a guardian elf of dreams. The Eversong Forest is now enshrouded by dreams. Now it is overrun with the nightmares are caused by dark magic. Dark magic, if you can help Snow White. Snow White? Sounds like she's in mortal danger. In order to avoid that she was left. In order to avoid she was left. Okay, thì cảm ơn các bạn đã xem video. Thì chúc các bạn chơi game vui vẻ. Đừng quên like video này các bạn. Thì và chia sẻ cho bạn để biết nha. Cũng đừng quên là đăng ký kênh để ủng hộ nha. Run! The hunters are catching up to us. Những cái video tiếp theo. Bye bye.